xin kính chào toàn thể các bác nha. Trước mặt các bác đây là cục đại B3 309. Hôm đầu em có bán cho bác khách ở trong Đắk Song, Đắk Nông. Đấy. Thì cũng chả hiểu kiểu gì. Mang vào nơi thì bác bảo là tưởng 310.000 thì nhận, còn 3,1 triệu là không nhận. Mà rõ ràng chuyển khoản trước 200, em không hiểu kiểu gì luôn. Hay là có bác nhầm lẫn thế nào ấy chứ. Mang vào nơi thì không muốn kể nữa. Thì hôm trước bác nào bác hỏi em còn B3R309 không, thì đây là còn con cuối cùng nhá. Và tiện đây em báo cáo thanh lý luôn với các bác một số mặt hàng như sau. Đây thì hiện tại em đang còn đây là một chiếc B3 một chiếc B3 ES215. Thanh lý cho các bác là 7,5 triệu. Được chưa? Thanh lý cho bác 7,5 triệu. 7,5 triệu nhá, đến tận cửa hàng đấy. Và tem nguyên zin, tem gắn hạ keo ở côn. Đấy. Con này thì thôi phải chờ bác nào lấy thì bác gọi nhá. Đây. Đây là cục đại đây. Vì cũng định thanh lý cái nó ôm nhưng mà thôi. Còn cặp Yamaha này thì nói thật với các bác là giá nó 9 triệu, các bác nào qua cửa hàng lấy được thì lấy. Một chiếc đã bị làm lại côn. Đấy. 9 triệu nhá. Cặp này thì em vẫn chưa tháo ra, nên nhà các bác xem này, đèn về nô này là vỡ mồm rồi. Các bác tưởng ăn ngon giao lại thợ được có vài con, mấy ông thợ cười toe toét này. Đấy. Các bác thợ mà ôm về xong là về tự làm thì nó mới thấm được cái nhục cơ. Này tháo tung biết rồi. Nhiều con là nó kiểu cái motor trục giữa này, trục XY này, trục giữa này nó bị lỗi, nó không quay hoặc là quay yếu. Em chưa kiểm tra chi tiết được. Đang vệ sinh. Đấy. Còn đèn đây nhiều con thì nó bị tuột kính trong thôi. Nhà ấn hai kính khóa này là được. Con này bị gãy kính nên là bác nào lấy thì em báo luôn rồi đấy. Còn cái nô này em thanh lý cho các bác nhá. Giá là 400 một con. Hôm trước báo nhầm giá. Hôm nay thanh lý lại cho các bác là 400 một con. Bao cắm điện rồi. Còn có mấy con chết thì chắc là có khi phải sửa lại cơ. Như thế là có 1 con kia này, con này 2 này, con này 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8, 8 con. Đấy, có 8 con nhiều bóng này. Có con thì còn cả dây nhá. Đấy, có con thì chết rồi. Về thanh lý cho các bác. Giá sống cắm điện là sống. Cắm điện đèn sáng. Đấy thì là 400 một con giá thanh lý. Còn có 1 hay 2 con chết thì em sẽ sửa lại xong là vẫn thanh lý cho các bác. Đấy. Còn ngoài ra cả cái đèn trắng này nữa này. Cái này cũng đồng giá là 400 nhá. Hôm trước báo nhầm giá. Con này cũng nhiều bóng rồi. Không chế độ cũng 400 nốt. Bao cho các bác là bao sống rồi. Chế độ cháy điếc thì em sẽ câu hay là làm cho nó sáng được. Đấy. Ôm đồ này không phải sướng đâu. Còn các loại đèn kiểu mở rộng này nhá, đèn dây này thì giá là 600, ý thì không có giá thanh lý. À đâu, 800. Trước là 900 đấy nhỉ, sau 800 thôi. Vậy hình thức nó xấu. Với thanh lý cho các bác là cái cục này là 500 này. Cứ 500 một cục này. Bao cấp là cắm điện nhá. Cắm điện là có điện đây em. Cắm điện luôn cho các bác xem. Thanh lý đôi này nữa, đôi Philips này 1,5 triệu. Cho các bác. Để các bác nào thích thì liên hệ trực tiếp. Em nhiều đồ linh tinh quá, bây giờ em cho gọn vào chỗ thôi không này. Đồ đã cứ vứt bừa ra đây. Đấy, cắm điện. Thì nó sẽ lên điện, đấy, lên đèn báo. Các chế độ toàn tiếng Trung thôi. Nó có giao tiếp 12V này, USB này, cửa thì cắm mic này. Ninh độ nhạy còn là gọi là cả biến nhạc đấy. Đèn báo gì đây. Ninh này, D-Mix này. 512 này, D-Mix 512 này. Ninh này, điện 220, sao đây giật này. Còn đây là ra cái cổng đèn. Đấy. Còn đằng sau đây thì nó cũng có rất nhiều cổng. Có đây là cửa âm nhá, cửa mát nhá. Đây mới đây là mát trục này. Còn đây là điện nguồn AC này. Sẽ nó qua mấy con dây 1 2 vào dàn đây, đây đến đây nữa. Đó. Bên trong mấy con dơ nè kìa. Đấy, bao cấp cho các bác là cắm điện hoạt động. Em chả biết sử dụng như nào đâu. Em nói thật, em rốt với cái món ánh sáng này đâu. Nó hay như nào thì em có biết. Nhưng còn món ánh sáng thì em chả biết gì. Có hai cục nhé. Có hai cục. Đây một cục nữa. Một cục hôm qua ông kia nó có mấy anh em sang. Đây nữa. Là hai cục 500. Với đống này đồng giá cho các bác hết nhá. Cục này bác có khách đặt rồi. Đấy, còn có cục này, hai cục này là 400 cục. Này cứ 400 cục.
hai cái bàn này nữa, cũng 400 một cái bàn. Thành lý cho các bác giá tại cửa hàng nha, hỗ trợ công việc đóng gói thôi, coi như nỗ đấy, không nãi đâu, nỗ đấy. Đấy. Còn còn nữa, nhưng mà bây giờ em sẽ sang bên nhà để em quay cho các bác xem nha. Đây thì bên đây em có một ít hàng thành lý cho các bác như này, một số hàng như sau. Đầu tiên là vỏ xúc hầm 40 Martin, mẫu này mới cứng nhá. Thành lý bằng giá nhập cho các bác 1,2 triệu. Thành lý bằng giá nhập 1,2 triệu. Bằng giá nhập đấy, đừng có nói, đừng có kêu. Em nhìn em ngớ mắt mà đâu không có bằng hỏi thì em thành lý thôi. Bây giờ thứ hai nữa là thành lý cho các bác là kia cặp vỏ xúc kép. Đấy là vỏ nhá. Vỏ xúc kép JBN SX728. Cặp này thành lý cho các bác là 4 triệu. Giá tại cửa hàng, hàng thành lý là giá tại cửa hàng nhá. 4 triệu đẹp long lanh nhá, đẹp mới nhá. Hàng mới mà. Nếu hơi bụi bẩn tí em lau qua nó đẹp long lanh luôn. Gần như không bị xước mấy. Có gọi là thi thoảng thì đồ đạc mình kê đây nó bừa, nhà em chật. Sắp tới em về được nhiều hàng vãi lắm, nhưng bây giờ phải dọn trước đi, chứ không tầm tuần sau nữa mà nó về cứ ùn ứ một đôi xúp một hay là hai ba đôi dây thì không có chỗ chứa đâu. Nên là thành lý cho các bác đấy, chứ không phải là em không muốn bán đâu. Bán thì các bác nào đấy em vẫn phải lấy hàng về thôi. Giá bây giờ nha, bọn em nhập nó phải kiểu gì kiểu cũng phải hơn 4 triệu, chưa tính công với cước vận chuyển rồi đóng gói. Nên giá tại cửa hàng là 4 triệu, còn các bác đấy thì cước phí tự đi mà chịu, được chưa? Đấy, bên trong đây nữa thì em có một số các hàng thành lý như sau. Đấy. Cặp loa đồng trục 30 thành lý cho các bác là vào 6 triệu nha, 6 triệu đồng trục 30. Cái này em có review rồi, còn TV này em không bán đâu nhé. TV này em có ông anh ấy rồi. Vậy một con vàng Mota 998 thành lý cho các bác rẻ rách 1,2 triệu. Mota 998 có phần mềm đầy đủ, các bác cần em gửi qua Zalo thành lý 1,2 triệu. Còn ETC này thì nó sẽ đắt hơn nhé, mà con này là nó có cổng quang rồi các cái hoạt động bình thường. Như con này em thanh lý rất là rẻ. Thanh lý bây giờ em không nhập được cái giá này đâu. Mà không có được mà nhập. Nếu mà có thì giá nó phải tầm bằng giá bên em bán ra. Đấy, bởi vì bây giờ Trung Quốc nó cấm biên, nó không có hàng đâu. Mota 998 nó ăn phần mềm của Chipat nhé. Sysou Chipat là các bác nó biết rồi. Con này nó có nhiều chức năng, nó còn có cả confessor bên trong nữa. Nhưng mà nói chung là con này thanh lý cho các bác là 1,2 triệu, là không tặng gì đâu. Chỉ có cục vàng với cái nguồn nó hỗ trợ đóng gói thôi, nhưng còn cước phí các bác tự đi phải chịu. Còn ETC này thì nghĩ cho các bác là 1,6 triệu. Các bác nhớ lịch nha, của em là cứ sớm thì là 15, trung bình là 16, muộn nhất là 18 thì em sẽ đăng review tất cả các hàng thanh lý bên em có. Thanh lý là ngày âm nha, không tính ngày dương đâu. Thì là các bác là quan tâm đến sản phẩm gì thì hãy trực tiếp nhá, thì nghe điện thoại đã. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip này. We'll be right back.